quản lý tài chính cá nhân và đầu tư chứng khoán của chúng tôi thì có một số bạn gần đây có hỏi là khi mà chiến tranh nơi như vậy thì có tác động gì đến chúng ta hay không, và trong bối cảnh đó thì em nên bỏ tiền vào đâu? Câu trả lời của tôi là trong khi báo chí đưa tin về chiến tranh Israel-Iran dẫn đến nguy cơ chiến tranh leo thang ở Trung Đông, rồi cuộc chiến Nga-Ukraine thì không biết đến bao giờ mới kết thúc. Chiến tranh là điều không ai mong muốn cả và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta một cách gián tiếp cũng như trực tiếp. Tuy nhiên ở ngay trong sân nhà, ở ngay trong nước chúng ta đang có một cái vấn đề đáng lo ngại hơn rất là nhiều. Đó là nguy cơ lạm phát, nguy cơ mất giá đồng tiền và nguy cơ nền kinh tế yếu đi do cái sự việc liên quan đến SCB. Khi mà xảy ra sự việc thì SCB có số dư tiền gửi khách hàng khoảng 600.000 tỷ, tức là khoảng 25 tỷ đô Mỹ làm tròn, chưa kể trái phiếu. Và hầu hết số tiền này đã được dùng để mua bất động sản, tức là hiện tại nay đã trở thành nợ xấu. Và như vậy thì nếu không có cái nguồn tiền khác để cứu ngân hàng thì chắc chắn ngân hàng này sẽ bị sập. Nếu so sánh số dư tiền gửi này của SCB với Vietcombank tại cùng một thời điểm thì SCB có quy mô bằng gần một nửa so với Vietcombank, là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam. Thời điểm đó thì ngân hàng đang lớn hơn các ngân hàng cổ phần hàng đầu khác như là Techcombank hoặc là MB Bank khoảng 20%. Với một quy mô lớn như vậy thì làm sao để giải cứu được SCB? Nếu mà nhìn một cách đơn giản thì chỉ có 3 con đường để giải cứu SCB. Con đường thứ nhất là sát nhập bắt buộc, đó chính là cách mà ngân hàng nhà nước đã áp dụng cho những ngân hàng gặp khó khăn trước đây, nhưng mà quy mô của họ nhỏ hơn rất là nhiều. Đối với SCB thì phí sát nhập bắt buộc là điều rất là khó vì quy mô tiền gửi lớn như vậy. Chúng ta thử là một phép tính đơn giản là nếu lấy lợi nhuận một năm của 15 ngân hàng hàng đầu lớn nhất Việt Nam, toàn bộ 100% lợi nhuận thì cộng lại để hỗ trợ cho SCB thì cũng phải mất đến 3 năm lợi nhuận của các ngân hàng thì mới có thể giải cứu được. Và điều này đương nhiên là không thể, bởi vì các ngân hàng là ngân hàng tư nhân và chúng ta có rất là nhiều cổ đông trong đấy. Việc dùng toàn bộ lợi nhuận của 15 ngân hàng là điều gần như không thể. Nếu chúng ta chỉ dùng những cái ngân hàng có cổ phần của nhà nước và quy mô lớn, còn phải mất thời gian hơn rất là nhiều. Cái sự lựa chọn thứ hai đó là chính phủ phải dùng nguồn tiền ngân sách nhà nước để giải cứu cho SCB. Chúng ta nhìn kỹ vào con đường này, chúng ta sẽ thấy là một năm chi tiêu chính phủ khoảng độ 600 đến 800 ngàn tỷ một năm, bao gồm tất cả những cái chi phí của những của chính phủ. Như vậy để giải cứu SCB thì chính phủ phải nhịn ăn nhịn mặc những chi tiêu công gần một năm để làm cái việc này. Và đương nhiên đây là cái điều không thể. Và nếu có dùng một phần của ngân sách nhà nước để làm việc này thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến nặng nề đến nền kinh tế, bởi vì khi mà chi tiêu công thì nó sẽ giúp cho kinh tế phát triển, giảm chi tiêu ở khu vực công rất là nặng nề đến thúc đẩy kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn này khi mà lĩnh vực tư nhân còn gặp rất là nhiều khó khăn thì chi tiêu chính phủ là một cái khoản rất là quan trọng để thúc đẩy kinh tế. Cái sự lựa chọn thứ ba để giải cứu SCB đó là ngân hàng nhà nước. Một là phải vay tiền, hai là phải in tiền để giải cứu. Và vay tiền hay in tiền để giải cứu thì cái lượng tiền này cũng sẽ được lưu thông trong nền kinh tế. Và đương nhiên là ngân hàng sẽ dùng những cái biện pháp, những cái kỹ thuật, những cái công cụ của mình để điều tiết cái lượng tiền này lưu thông trong nền kinh tế. Tuy nhiên thì cái nguy cơ khi mà một cái lượng tiền lớn như vậy đẩy ra trong nền kinh tế rất là nhanh trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì nguy cơ lạm phát là cực kỳ lớn. Cùng với áp lực mất giá đồng tiền Việt nó đã có sẵn khi mà nước Mỹ chưa giảm lãi suất của mình, nó sẽ dẫn đến hai cái nguy cơ kép, đó là nguy cơ đồng tiền Việt mất giá hơn nữa và cái nguy cơ lạm phát ở Việt Nam mình nó sẽ còn rất là lớn. Nếu chúng ta nhìn vào ba giải pháp này thì khả năng lớn là chính phủ như ngân hàng nhà nước phải kết hợp ít nhất là 2 trên 3 cái sự lựa chọn đó. Trong đó thì vay hoặc là in tiền là điều gần như là sẽ xảy ra, chỉ có điều là nó sẽ xảy ra ở quy mô nào mà thôi. Và điều đó có nghĩa rằng là cái rủi ro về lạm phát và mất giá đồng tiền là rất là lớn. Kho báu không nằm ngoài biển khơi, mà kho báu chính là những cục đá, là những cái gánh nặng đè lên mỗi người dân chúng ta. Nguy cơ nghèo đi do lạm phát, do đồng tiền mất giá vốn dĩ đã chịu áp lực rất là lớn từ những cái chính sách ở nước ngoài thì nay sẽ còn nặng nề hơn nữa bởi những cái diễn biến trong nước. Chất lượng cuộc sống cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề nếu chính phủ cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là trong bối cảnh chi tiêu công cần được tăng cường để thúc đẩy kinh tế như hiện nay. Do đó thì theo tôi đây là vấn đề quan trọng, nghiêm trọng hơn rất là nhiều so với những cuộc chiến tranh ở bên ngoài. Vậy thì trong bối cảnh đó thì chúng ta sẽ phân bổ tiền ở đâu? Thì phân bổ tiền là một câu hỏi không thể nào trả lời ngay trong một podcast được. Việc phân bổ tài sản nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố
hoàn cảnh thu nhập cũng như khẩu vị rủi ro của mỗi người, cho nên là không thể nào có một câu trả lời đầy đủ chính xác cho tất cả mọi người được. Đó là một quá trình lâu dài và phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào các cái kênh đầu tư thì chúng ta thấy là ở Việt Nam mình chúng ta sẽ không có nhiều sự lựa chọn. Thị trường vàng đang rất là sốt và mọi người có lẽ nghĩ rằng là trong bối cảnh mất giá như vậy tôi nên rút tiết kiệm ra để mua vàng. Nhưng mà ngay lúc này đây là lúc mà vàng đang là một cái thị trường rất là biến động, và nếu mà chúng ta có tư duy là nhảy sang vàng để kiếm thêm tiền thì cái xác suất lỗ nó rất là lớn. Vàng là một cái kênh mà chúng ta nên coi đó là tích sản, tức là tích giữ tài sản lâu dài, chúng ta mua lâu dài chứ chúng ta không thể mua trong giai đoạn mà những cái hoảng loạn đang xảy ra. Kênh thứ hai là kênh chứng khoán, thì thực sự đúng là chứng khoán không dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những cái người mà coi chứng khoán là một cái kênh đầu cơ đánh theo giá chứng khoán, thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta rất là dễ bị lỗ, do là những cái market maker, những cái người làm thị trường họ thường có xu hướng tìm kiếm những cái lúc biến động của thị trường để kiếm lời. Và khi mà giai đoạn có nhiều biến động như hiện nay, tâm lý nhà đầu tư bất ổn thì chúng ta cũng rất dễ bị cuốn theo cái trào lưu bị thao túng giá trong thị trường chứng khoán. Do đó, kênh chứng khoán gần như là một kênh mà bắt buộc chúng ta nên phải đầu tư vào, và cái kênh là một cái kênh mà dễ tiếp cận nhất với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó là cái kênh mà không dành cho những người không hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, nếu thực sự chúng ta cảm thấy chứng khoán là một cái sự lựa chọn quan trọng của mình, trước tiên chúng ta cần phải biết cách nghiên cứu về doanh nghiệp, biết cách đọc báo cáo tài chính, biết cách theo dõi những cái diễn biến của doanh nghiệp trước khi chúng ta xuống tiền và đầu tư chứng khoán. Không nên đầu tư chứng khoán, không nên mua cổ phiếu đơn thuần chỉ nhìn vào giá. Do đó thì cái kênh phòng vệ quan trọng nhất lúc này để tránh mất giá của đồng tiền thì có lẽ là chúng ta có thể trú ẩn ở đồng tiền đô. Tuy nhiên thì kênh này nó cũng không thể dành cho tất cả mọi người, mà nó chỉ dành cho những người có cái nguồn thu nhập từ tiền đô mà thôi. Bởi vậy cho nên nó cũng không phải là cái kênh dành cho tất cả mọi người. Và đương nhiên là trú ẩn bằng tiền đô hay là bằng các cái ngoại tệ khác thì nó cũng sẽ là chỉ là kênh trú ẩn, tức là nó hoàn toàn không phải là kênh đầu tư kiếm lời, sinh lời nhiều trong lúc này. Do đó thì đối với chúng ta là những người trẻ đang có tài sản cũng như là cái lượng tiền mặt chưa có nhiều, thì theo tôi thì tác động của những cái biến động vĩ mô này thật sự là nó chưa có nhiều, ngoài cái việc là nguy cơ chúng ta cùng với cái lượng thu nhập đó, cái sức mua của chúng ta sẽ càng ngày càng kém đi. Còn đối với những người đã trải qua nhiều các chu kỳ kinh tế, nhiều cái biến động, thì đối với họ có lẽ những cái biến động này lại là cái cơ hội để tích lũy tài sản, để tìm ra cho mình những cái tài sản có cơ hội tăng giá khi mà thị trường và nền kinh tế hồi phục trở lại. Nhưng chúng ta phải trải qua một vài chu kỳ chúng ta mới nhìn thấy được cái cơ hội này. Cho nên với những người trẻ chưa trải qua nhiều chu kỳ như vậy thì vì quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải tích lũy tài sản, tích lũy cách kiên nhẫn. Khi mà thị trường đi xuống, tình hình kinh tế khó khăn như vậy, thực ra lại là lúc rất là thích hợp để chúng ta học về các cái cách đầu tư và các cái kênh đầu tư khác nhau. Kênh đầu tư thực sự thì không có nhiều, chỉ có gần như là những cái kênh đầu tư cơ bản nhất, chỉ có chứng khoán và bất động sản. Khi mà bất động sản cần rất nhiều thời gian và rất là nhiều vốn thì chứng khoán là cái kênh đầu tư vẫn rất là phù hợp với tất cả mọi người. Do đó khi mà mọi người đang hoảng loạn, chúng ta có thời gian cho mình và thị trường đang dành cho chúng ta thời gian thì chúng ta học. Đối với tôi thì thời điểm này là thời điểm rất quan trọng đối với những người chưa có tài sản, chưa có kinh nghiệm, để các bạn học cách đầu tư, cách nghiên cứu, cách chọn lựa ra những cái doanh nghiệp, những cái tài sản có giá trị lâu dài, có thể có khả năng vượt qua được các cái chu kỳ kinh tế. Bởi vì nền kinh tế nào cũng vậy, đội ngũ lãnh đạo nào cũng vậy, cũng sẽ trải qua những cái chu kỳ khó khăn và phục hồi và tăng trưởng. Nếu chúng ta biết tận dụng những cái thời kỳ khó khăn này để tích lũy thì khi mà tăng trưởng là lúc mà chúng ta có thể gặt hái. Câu trả lời tôi không phải là phân bổ tài sản ở đâu, tại vì chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, mà câu trả lời của tôi sẽ là hãy học cách đầu tư, rèn luyện cái tâm lý của mình trong những cái giai đoạn khủng hoảng, trong những cái giai đoạn suy thoái. Và sau khoảng 2 đến 3 chu kỳ suy thoái thì chúng ta sẽ có cái nhìn nhận và chúng ta sẽ nhận ra rằng là suy thoái chính là cơ hội để đầu tư, để tích lũy ở bất kỳ một cái kênh đầu tư nào. Đối với những bạn đã đầu tư chứng khoán thì đây là lúc chúng ta hãy đi tìm ra được những cái công ty tốt có thể vượt qua được những cái biến động về chính trị cũng như là biến động về vĩ mô. Và tôi tin chắc rằng là ở thị trường chứng khoán Việt Nam có đủ cái số lượng công ty như vậy để các bạn có thể đầu tư. Và khi mà nắm giữ nó đủ lâu để kinh tế phát triển phục hồi trở lại thì lúc đó chính là lúc các bạn gặt hái. Chúc cả nhà chúng ta đầu tư một cách lý trí, tỉnh táo.
Một lý do phổ biến khiến bạn đầu tư chứng khoán thua lỗ hầu hết là do chưa có kiến thức, phương pháp, nguyên tắc đầu tư rõ ràng. Nhưng cần kiến thức gì, học ra sao, áp dụng thế nào nếu bạn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, Intelligent Money xin được giới thiệu khóa học đầu tư chứng khoán thông minh, nơi sẽ giúp bạn nắm vững những nguyên tắc thị trường và tự đưa ra quyết định đầu tư, phân tích doanh nghiệp và đánh giá cổ phiếu thông qua báo cáo tài chính, lên chiến lược phù hợp với tính cách của bản thân để đầu tư dài hạn theo trường phái giá trị. Intelligent Money giàu có hơn để hạnh phúc hơn.